Mạnh Ferry sẽ đối đầu đối với Trọng Nam. Mạnh Ferry. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Không ai khác đó là Mạnh Ferry, một đội trưởng mẫu mực của câu lạc bộ bóng đá Chile. Không có bất kể một sai lầm nào đến từ Mạnh Ferry. Một tình huống dứt điểm rất quyết đoán và bản lĩnh của số 7 bên phía đội bóng áo trắng. Cú dứt điểm ngay của Xuân Lâm. Còn 1-2.